kim cương thiên nhiên là tồn tại ở một cái dạng là thể rắn từ những nguyên tố hóa học của carbon, thì nó là một trong những cái vật thể thể rắn tồn tại trong thiên nhiên, thì chắc hẳn rằng nó sẽ có lẫn rất nhiều những cái tạp chất trong đó. Và những viên kim cương không có lẫn tạp chất thì hay còn gọi là những viên kim cương có độ sạch là FL hoặc là IF. Riêng những viên kim cương VVS1 cho tới I1, I2, I3 thì nó vẫn có giá trị chứ không phải là không có giá trị. Tuy nhiên những cái bệnh tật đó nó nằm ở vị trí nào trong tổng thể của một cái viên kim cương, đừng nằm ở phần mặt tiền thôi. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn hiểu rõ hơn những loại bệnh tật thường thấy và phổ biến nhất của kim cương, để cho tất cả các bạn hiểu rõ hơn khi mà chúng ta lật cái giấy giám định của GAA hoặc là lật cái giấy giám định của BNG, thì chúng ta biết đối với giấy giám định của GAA thì nó sẽ trung thực hơn bệnh tật như thế nào. Thì trong cái phần mục mà nó để là cái mục là comment đó các bạn, cái mục comment thì nó sẽ bảo cho chúng ta biết rõ ràng là viên kim cương của chúng ta nó gồm bao nhiêu bệnh tật. Cho nên là các bạn đừng có sợ nha. Khi mà các bạn hiểu được cái kiến thức này rồi thì các bạn có thể chia sẻ với phụ huynh của mình, hoặc là chia sẻ cho những người mà người ta yêu thích kim cương mà người ta muốn mua, ví dụ như là những người ta muốn mua hộp xoàn tặng cho con của người ta để vào những cái dịp là kỷ niệm ngày cưới, hoặc là ngày cưới, hoặc là kỷ niệm người ta quen nhau á, hoặc là người ta muốn cầu hôn, thì các bạn biết được những cái kiến thức như vậy, trang bị cho mình một cái hành trang vững chãi để mà mình hiểu biết mình sẽ mua những viên kim cương đẹp nhất. Và đặc biệt khi mà chúng ta hiểu biết rồi á, không thương lái nào ép giá được hết, chỉ cần sai lệch một chút xíu là chúng ta có thể trừ từ 20-30%. Tiệm này không bán được dây này mình đi tiệm khác ha, đừng lo. Và bây giờ thì mình sẽ cho tất cả các bạn xem thị thực một viên kim cương. Có một số bệnh mà những cái bệnh nặng thường là bị rớt giá thê thảm, cũng như là ảnh hưởng đến cái màu sắc và độ chiếu của kim cương ha. Thì nhìn đơn thuần một viên kim cương, nếu như nó sẽ có nhiều cái cấp độ về bệnh từ mà tự nhiên của viên kim cương có, hoặc giả là do tác động của con người, do tác động của con người là trong quá trình mày để lại vết xước. Nè, những viên kim cương càng lớn thì càng mắc, tuy nhiên những cái bệnh tật lúc nào nó cũng ảnh hưởng đến yếu tố của giá tiền. Ví dụ như viên kim cương từ FLIF thì sẽ mắc hơn VVS1. Rồi bắt đầu giảm dần nữa thì là VS1, VS2. Và bây giờ là mình muốn cho tất cả các bạn thấy những cái loại bệnh mà phổ biến nhất của kim cương ha. Thì những cái bệnh mà phổ biến mà chúng ta thường hay gặp nhất là, đầu tiên là bệnh nặng là Gravity, Chip và Busey. Hay là những cái này nè, thì nó mẻ, lủng lỗ, rồi nó giống như bị những cái vết than hình cánh cung, những vết chảy xước, rồi những cái dạng như thụt vào, thì đây là những cái loại này là bệnh nặng. Còn những cái bệnh nhẹ nhẹ thì ví dụ như là pinpoint tear, thì những cái vết chấm kim nhỏ nhỏ thôi, nó không có bằng những cái vết ví dụ như là swing thì là râu trắng, vết kích tủa. Ví dụ những vết này là vết xước, là tear nè, là cái lông vũ rồi nè. Thì tùy theo, nếu mà vệt lớn thì sẽ rớt giá thê lương, hay là mấy cái cloud pinpoint là mấy cái chấm nhỏ 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 nhỏ, nhưng mà đừng có thành một cái tụ lớn, nếu mà một cái tụ lớn thì nó ảnh hưởng rất là lớn về độ sạch. Thì bệnh của kim cương thì có đâu đó là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 kim cương thì tầm khoảng có 13 cái bệnh, thì trong cái giấy giám định nó sẽ để rất là rõ, các bạn cứ lên Google dịch các bạn search. Nhưng né ra những cái bệnh dù như là mẻ, nứt lủng lỗ kim cương cùng một cái bệnh nhưng mà hai cái màu khác nhau, đó là do cái fluorescence của kim cương. Cái fluorescence là cái độ dạ quang làm cho viên kim cương nó bị mờ dầu, và vì sao mình để, và đặc biệt những cái viên kim cương nó có để chữ laser các bạn không nên mua nha, vì nó tăng cái cấp độ trắng của kim cương không thật, không nên mua những cái viên kim cương có để chữ laser. Cảm ơn tất cả các bạn đã bỏ thời gian ra xem kênh review của mình, mong muốn rằng tất cả các bạn có nhiều kiến thức kim cương nhiều hơn. Và nhớ subscribe kênh review của mình để theo dõi nhiều bài chia sẻ cho mình nha. Và đây là những kiến thức mà từ mình là người từng làm việc, và bây giờ mình sẽ truyền tải những cái kiến thức trong quá trình mà 6 năm mình công tác và làm việc để chia sẻ đến với tất cả các bạn. Mong muốn rằng tất cả các bạn cũng có những kiến thức giống như mình, và đặc biệt là phải mua những viên kim cương cực kỳ đẹp nhưng
giá phải phù hợp nha. Thì kim cương thì nó được sẽ quy định quy đổi theo là giá đô. Ngoài quy định giá đổi theo giá đô thì chúng ta phải biết căn cứ theo những cái góc độ đẹp hoặc là những cái sai lệch, những cái sai lệch thông số thì chúng ta có thể trừ nó được. Ngoài ra thì Việt Nam của chúng ta thì nó có tất cả là hơn 6, có khoảng là 64 tỉnh thành, thì chúng ta cứ tìm những cái cửa hàng nào mà phù hợp bán giá phải chăng nhất mà chúng ta mua ha, là những cái chính sách thu đổi mà cảm thấy các bạn cảm thấy là nó phù hợp với mình nhất và chỗ đó cảm thấy nó ổn nhất thì các bạn nên mua. Thì mua kim cương thì mình chỉ khuyên thật là các bạn nên mua kim cương quốc tế GIA thôi nha, những viên kim cương quốc tế GIA thì rất là chuẩn. Và bây giờ là chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn gặp lại tất cả các bạn về những video sau nha.